Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này thì những ai được tiêm ngừa vaccine COVID-19 là một điều đáng mừng, đặc biệt là khi thông tin tiêm chủng được cập nhật kịp thời, có thẻ QR xanh COVID-19 thuận lợi trong quá trình đi lại và làm việc. Tuy nhiên, đúng như nhiều người thường nói, vui thôi đừng vui quá. Bởi có nhiều người sau khi được cập nhật mã QR chứng nhận tiêm chủng đầy đủ đã nhanh chóng chụp màn hình, up lên mạng xã hội và quên đi những hệ lụy từ sau các hành động này. In thẻ xanh COVID-19, in áo, in nón chứa mã QR xanh, thậm chí là đăng tải thẻ xanh chứa mã QR đầy đủ lên mạng xã hội là trào lưu gần đây của nhiều người. Sự vô tư khoe khoang này không làm chúng ta an toàn hơn giữa đại dịch, mà còn vô tình gây những phiền phức mà khó ai lường trước được. Thực tế, chỉ cần có mã QR xanh trọn vẹn, trong tích tắc, người khác sẽ có được một số thông tin quan trọng của chủ nhân mã QR. Người dân cần hết sức là cảnh giác và không nên để lộ cái mã QR của mình lên trên mạng xã hội. Mã QR thì nó chứa cái dữ liệu thông tin của cá nhân rất là nhiều. Ví dụ như là họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, rồi số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Thì nếu như mà cá nhân để làm lộ cái mã này á, thì kẻ xấu có thể lợi dụng để mà thực hiện hành vi phạm tội. Tôi đã lấy thí dụ như là sử dụng thông tin đó để tạo hồ sơ giả để vay ngân hàng. Rồi kẻ xấu sẽ gọi điện thoại đến để mà quấy rối, rồi giả danh là lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án để mà hăm dọa. Mã QR xanh ra đời là bước quan trọng trong lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Chỉ nên chia sẻ xuất trình thông tin này cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu tại các chốt, điểm kiểm soát dịch. Ngược lại, nếu chia sẻ vô tội vạ mã QR xanh bằng nhiều hình thức, nhất là trên không gian mạng, có thể nhận lại những hậu quả không mong muốn. Trường hợp nào mà anh chị đã có đăng tải cái mã QR lên trên tài khoản cá nhân á, thì nên nhanh chóng gỡ bỏ để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Còn nếu như trường hợp nào đã có những xảy ra những cái vụ việc là bị kẻ xấu người ta điện thoại quấy rối chẳng hạn, hoặc là sử dụng thông tin của mình để thực hiện hành vi phạm tội, thì đề nghị của anh chị thì liên hệ đến cơ quan công an nơi mình cư trú để có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Ứng dụng mã QR không chỉ là biện pháp kiểm soát dịch trong tình hình mới, mà còn là bước tiến trong xây dựng xã hội số. Điều đó đòi hỏi mỗi công dân cần có sự sáng suốt trong việc sử dụng công nghệ, hạn chế chia sẻ thông tin quan trọng một cách quá dễ dàng, nhất là trên không gian mạng, nơi mọi thông tin cá nhân được xem là miếng mồi ngon đối với những kẻ xấu.